Đi Kinh Bắc xin giới thiệu một sản phẩm mới do Viện Khoa học Cây trồng vừa nghiên cứu ra, đó chính là sản phẩm thuốc diệt cỏ phượng hoàng lửa. Với thuốc diệt cỏ phượng hoàng lửa, bên công ty Kinh Bắc cam kết không pha Ali, là một hoạt chất diệt cỏ nhanh nhưng gây hại rất nhiều cho đất, khiến cho đất nhanh bị thoái hóa và khiến cho các cây trồng không thể sống được ở trên những cái đất đó. Và đây là sản phẩm sinh học với phượng hoàng lửa, chỉ cần một lần phun duy nhất diệt sạch tất cả các loại cỏ cứng đầu như là cỏ gấu, cỏ chanh, cỏ thài lài, cỏ thác lác. Hướng dẫn sử dụng bà con cách sử dụng thuốc diệt cỏ phượng hoàng lửa. Và với 3 chai phượng hoàng lửa là bà con đã có thể phun được cho 1 hecta cây trồng. Bà con lưu ý khi pha thuốc phượng hoàng lửa thì bà con lên phun khi cỏ đang phát triển mạnh và đang màu xanh, không phun khi cỏ đang ra hoa và chuyển màu vàng. Khi quý bà con phun vào cỏ thì phượng hoàng lửa sẽ thẩm thấu qua các tế bào mô và các lỗ khí khổng đi xuống tận rễ, tận gốc, tận củ của cỏ và khiến cho chúng chết sạch, chết từ từ. Và bởi vì là cỏ chết từ từ lên, thời gian hiệu lực của nó rất là lâu, chỉ với một lần phun thì bà con đã có thể phòng cỏ lên tới 45 ngày. Và đây là cũng là một đặc tính rất là tuyệt vời của thuốc phượng hoàng lửa mà không có một sản phẩm nào trên thị trường hiện tại bây giờ đang có.